song trường hướng vào nhau, chậm rãi từ từ tiến đến gần nhau. Theo đó, hai cỗ hỏa diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lực ba động kịch liệt. Lần này cũng giống như lần trước, quang thân của Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên nhộn nhào, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Có điều còn may là lần này lực lộ không khủng bố như lần trước, nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được. Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Gaming. Vâng, tất nhiên rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần chuyện đột phá thương không phần 4 tập 7 từ hỏa đan thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đột phá thương không phần 4 tập 8, sơn trại Phật Lộ Hỏa Liên. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và như anh em xem video này, nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Kinh ngạc nhìn Hải Bá Đông đang nháo nhác trên bầu trời, một lúc sau Tiêu Viêm giở khóc giở cười lắc đầu, giơ bàn tay có hai ngọn hỏa diễm lên cười nói: Hải lão, lấy trạng thái hiện tại của ta cũng không thể phát ra được bạo tràng như ngày trước đâu. Hiện tại ta đã thay đổi Phật Lộ Hỏa Liên rồi, sẽ không thể xuất hiện ra tình trạng không thể khống chế được. Hải Bá Đông quan sát tử hỏa đan trong tay của Tiêu Viêm, phát hiện ra trong đó không phải là dị hỏa. Tuy nhiên độ khó cao, nhưng so với sâm bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì kém rất nhiều. Người này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thứ đây? Một hồi thanh hỏa, một hồi bạch hỏa, rồi hiện tại lại xuất hiện ra tử hỏa, thật sự khiến cho người khác nhìn không thấu. Trong lòng dâng lên ý nghĩ, thoáng thở dài, Hải Bá Đông nhìn về phía Tiêu Viêm lắc đầu cắn răng nói: Người vốn dĩ là kẻ điên, ta lười không quản người có cải tiến gì, muốn chơi tự người chơi đi, ta vẫn tưởng tượng lần trước bị người đùa suýt chết. Nói xong, đôi cánh hàn băng sau lưng của Hải Bá Đông khẽ rung lên, thân mình trong mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn lại một điểm đen, rồi mới dừng lại quay xuống nhìn. Trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng Phật Lộ Hỏa Liên gây lổ mạnh, khiến cho vị trước đây từng liệt danh băng hoàng này sinh tâm lý sợ hãi, nếu không cũng sẽ trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn né tránh. Bất đắc dĩ nhìn Hải Bá Đông bay đi xa, Tiêu Viêm cúi đầu, xung quanh thấy tất cả mọi ánh mắt của bọn tiểu đình đều cổ quái nhìn mình, buông tay xuống nói: Lão nhân gia dường như là lá gan hơi nhỏ nhí. Khụ khụ, nghe vậy tiểu đình cùng với tiểu lệ đều ho khan hạp vài tiếng. Tuy nói của Hải Bá Đông khá lớn, thực lực có chút là khủng bố, nhìn thấy biểu hiện lúc trước bọn họ trong lòng cũng thoáng có chút không yên, nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười gượng nói với Tiêu Viêm: Tiểu Viêm tử, ngươi đến tụt cùng là muốn thí nghiệm cái gì? Chính là nghiên cứu ra một thứ, muốn thử xem có thành công hay không mà thôi. Lần trước đã thất bại, kết quả thiếu chút nữa đem ta và lão đầu tử nổ chết, nên đến giờ hắn tự hồ là có chút sợ hãi, nhưng mà các ngươi không cần lo lắng. Lần này ta đã cố ý cắt giảm uy lực, cho dù cuối cùng có thất bại cũng không như lần trước gây ra lực phá hoại lớn. Tiêu Viêm lắc đầu tùy ý nói. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm, trong giọng nói thoáng có chút là không xác định, Tiêu Đình cùng với Tiêu Lệ trên trán nhất thời xuất hiện ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng cả hai cũng không biết chính xác thực lực của Hải Bá Đông, nhưng hắn có thể ngưng tụ đấu khí thành cánh thì thực lực của hắn chắc chắn là không thấp hơn đấu vương. Có thể đem lại đấu vương cường giả này thiếu chút nữa nổ chết thì không hiểu Tiêu Viêm kia đã sử dụng các loại khủng bố biến thái gì. Hai người nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời nhìn vào điểm đen, tốc độ chậm rãi lùi ra phía sau vài bước. Giờ vờ cười mà nói, ta xem có khi bọn ta lên lùi lại một chút để người có hoàn cảnh rộng rãi. Nói xong hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời tháo lui đến quảng trường bên cạnh mới dừng lại. Nhìn thấy hai đoàn trưởng đều có cử chỉ này, những thành viên khác của Mặc Thiết Song binh đoàn đang vây quanh cũng xuất hiện chút sợ hãi trong lòng, cân nhắc sự an toàn và sự tò mò, rồi một đám người đều vội vàng lùi lại. Vốn sân huấn luyện đang đông đúc chợt trở lên trống trơn, quảng đãng. Nhìn sân rộng trong thoáng chốc trở lên trống không, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại tủm tỉm nhìn về phía khuôn mặt của lã bố đang tái nhợt. Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta xem hay là thôi đi, ngay đổi người đi. Gót chân như nhũn ra, hai chân run run, lã bố thật sự bị hành động thất khổ của Hải Bá Đông làm cho run sợ. Hải Bá Đông thực lực là cái gì? Chính là đấu hoàng cường giả, cho dù là cả Gia Mã Đế quốc cũng được xếp hạng cực mạnh trong cường giả. Có thực lực khủng bố như thế mà vẫn bị cái thứ sáng tạo của Tiêu Viêm làm cho lại sinh hành động thất khổ. Khó có thể tưởng tượng cái thứ đó đến cuối cùng biến thái thế nào, lã bố hoài nghi. Có phải không đoạn thời gian qua có chỗ làm cho Tiêu Viêm không hài lòng, nên lúc này mới tìm hắn tính sổ? Là bố tiên sinh, yên tâm đi, hiện giờ Phật Lộ Hỏa Liên uy lực kém xa so với lần trước, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn thấy là bố bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Viêm bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi nói. Nhìn bộ dáng hoàn toàn vô hại trên khuôn mặt anh tú kia, là bố muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao loại việc này lại tìm đến mình cơ chứ? Trong lòng than thở cho vận khí của chính mình đến hơn nửa ngày, hắn cũng chỉ biết cười khổ gật đầu. Trong cơ thể đấu khí hùng mãnh khởi động, sau đó mãnh liệt tràn ra, rồi hình thành bên ngoài thân thể một sa y đấu khí vô cùng cứng rắn màu vàng đất. Vừa ra tay đã triệu hồi ngay kỹ năng đặc thù của đại đấu sư, sa y đấu khí, xem ra là bố tâm lý thực sự có chút cảnh giác. Nhìn bộ dáng giống như là đang lâm đại địch, đem sa y đấu khí triệu hồi ra của bà bố.
Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, song trưởng đưa lên phía trên, thanh sắc cùng với tử sắc hỏa diễm cũng đồng thời bốc lên, song trưởng hướng vào nhau, chậm rãi từ từ tiến đến gần nhau. Theo đó, hai cỗ hỏa diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lực ba động kịch liệt. Lần này cũng giống như lần trước, quang thân của Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên nhộn nhào, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Có điều còn may là lần này lực nổ không khủng bố như lần trước, nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được. Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hỏa diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho bản thân mình nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào thời khắc cuối cùng của lần trước. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm vào chỗ mà hỏa diễm đang giao hòa. Nơi đó xanh tím nhị sắc hỏa diễm giống như là một dòng điện bén nhọn bay nhanh. Xa xa trên bầu trời cao, Hải Bất Đồng nhíu mày nhìn năng lực quanh thân thể của Tiêu Viêm đang dao động kịch liệt, thấp giọng rồi nói: "Lần này dao động so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều, xem ra lần này người có thay đổi một ít. Có điều thứ này khi không khống chế không tốt mà lổ mạnh thì thực lực phá hoại cũng không nhỏ. Dù sao thanh hỏa diễm này cũng là dị hóa. A, tên điên cuồng, luôn nghĩ ra những trò quái dị." Hải Bất Đồng cười khổ lắc đầu. Có điều, dù nói vậy nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ dũng khí của Tiêu Viêm, dám tiến hành thí nghiệm. Năm đó khi còn trẻ, tại xuất viên đế quốc, hắn đã từng gặp một vị đồng dạng là cường giả có thể thao tác điều khiển dị hóa. Nhưng vì cường giả này thái độ đối với dị hỏa giống như là đối với tổ tông của mình vậy. Không thể tưởng tượng Tiêu Viêm như vậy lại muốn dùng dị hỏa dung hợp với hỏa diễm khác. Đối với rất nhiều cường giả, hành động này cơ hồ là đi tìm chết. Bên trong sân, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao dừng ở chỗ hỏa diễm bị áp xúc thành xanh tím hỏa diễm, giống như là một viên cầu. Sau một lát, con người đèn lái bỗng chợt chừng, 10 ngón tay thon nhẹ không ngừng khuy động ở phía đầu. Lần đầu tiên ở trạng thái thành tĩnh khống chế hỏa diễm, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu được. Nhìn thì như có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng mà độc quyết đấu khí tiêu tốn quả thực là khủng bố. Nhìn 10 đầu ngón tay chuyển động có 7-8 lần mà đấu khí bên trong xoáy tụ chỉ còn lại một nửa. Cố gắng nhớ lại biến hóa khi mà Phật Lộ Hỏa Liên hình thành trước kia. Trong con mắt đen náy của Tiêu Viêm hai màu xanh tím hỏa diễm lượn lờ. Qua một khắc, bàn tay chợt bất động, linh hồn lực hóa thành một đường chỉ móng, rồi cong cong chui vào bên trong hỏa diễm cuồng bạo. Sau khi linh hồn lực xâm nhập, bên trong xanh tím hỏa diễm ẩn chứa năng lực cuồng bạo cũng bắt đầu từ từ biến mất. Gần như trong nháy mắt, những tia lửa như những chiếc gai nhím vốn trước kia không ngừng bắn ra nay hoàn toàn im lặng. Cát Gao nhìn chằm chằm vào xanh tím hỏa diễm trên bàn tay đã nguyện ý bình tĩnh xuống. Tiêu Viêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hai tay lưng hỏa diễm, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của hỏa diễm. Theo linh hồn lực lượng từ từ khởi động, hỏa diễm giống như là một hỏa cầu bằng cao su, bắt đầu chậm rãi mấp máy, thể tích vốn lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Một lúc sau, một hình thù nguyên bản của nhị sen mơ hồ là xuất hiện trong xanh tím hỏa diễm đang không ngừng thay đổi màu sắc. Qua thêm một khoảnh khắc, xanh tím hào quang chậm rãi tiêu tán, một đóa nhị sen xanh tím hình thành, phiên phù trôi nổi trên bàn tay của Tiêu Viêm. Trên không trung, nhìn xanh tím nhị sen hình thành trên tay của Tiêu Viêm, Hải Bất Đồng đôi mắt híp lại lẩm bẩm. Hắn quả nhiên khống chế lực càng ngày càng thuần thục. Nếu như lần trước, hắn có thể đem Phật Lộ Hỏa Liên khống chế được hình thành hình dạng như thế này, chỉ sợ rằng Bát Sực Hắc Sa Hoàng phải bị lộ chết tại đường trường. Ngày sau, nếu như hắn lần thứ hai sử dụng hai loại dị hỏa dung hợp, lại có thêm lực khống chế như vậy, ta nghĩ trong tầng lớp đấu hoàng cường giả, trừ một số ít cực kỳ biến thái, còn không thì chắc chắn là không ai có thể trực tiếp chịu đựng sức nổ khủng bố thế này. Nhẹ thở một hơi khí lạnh, Hải Bất Đồng sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào mặt của Hắc Sam Thiếu Liên đang đứng lên trên mặt đất, thấp giọng rồi nói: "Lời sân thượng." Tiêu Viêm cầm trong tay nhị sen xanh tím, ngẩng đầu nhìn La Bố đang được bao bọc kín trong lớp sa y đấu khí, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, khẽ điểm một nụ cười, bấm tay bắn khẽ nhị sen, nhất thời nhị sen hóa thành một đạo lưu quang giống như là tia chớp hung hăng bắn vào La Bố. Lặng lặng nhìn khoảng cách giữa La Bố và Phật Lộ Hỏa Liên càng gần, Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, sau đó nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng: "Bạo!" Tiếng quát vừa dứt, nhị sen xanh tím đang bay giữa không trung chợt bành trướng, ầm ầm lổ mạnh, ầm oanh, hai tiếng lổ đinh tai nhức óc ầm ầm trên sân huấn luyện. Một cái khe thật lớn xuất hiện tại vụ nổ xảy ra, rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Thao tác thành công. Trên bầu trời, Hải Bất Đồng chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng rồi nói. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút rung động, tim đập mạnh hơn một chút. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh họ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ phần 9 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.